Chiếc Ford Escape thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2001 và ngay lập tức trở thành chiếc SUV cỡ nhỏ bán chạy nhất nước Mỹ. Trải qua gần 2 thập kỷ, Ford Escape đang đứng trước cuộc cạnh tranh khốc liệt về doanh số với Honda CR-V và Toyota RAV4, song đây vẫn là chiếc SUV bán chạy nhất của Ford hiện nay, đồng nghĩa với việc Escape vẫn là sản phẩm quan trọng nhất nhì của Ford bên cạnh mẫu bán tải F-150. Bước sang thế hệ thứ tư, Ford Escape được cải tiến toàn diện và dưới đây là 4 điều bạn cần biết về chiếc xe này. Chiếc SUV mềm mại nhất của Ford. So với những mẫu SUV khác của Ford như Explorer, Expedition hay thậm chí là cả EcoSport, thiết kế của Ford Escape 2020 mềm mại hơn hẳn và mang dáng dấp của những chiếc Fiesta hay Focus tại châu Âu. Nếu so với thế hệ cũ, Ford Escape mới sở hữu ngoại hình thon gọn và bớt rườm rà hơn. Mặc dù vậy, Ford Escape không gây ấn tượng bằng Mazda CX-5 hay Toyota RAV4. Theo hãng xe nước Mỹ, thế hệ Escape hoàn toàn mới lần này có kích thước dài hơn, rộng hơn nhưng thấp hơn đời cũ. Hơn thế nữa, do sử dụng nhiều vật liệu thép cường lực trọng lượng nhẹ nên Escape 2020 đã nhẹ hơn trước tới 90kg. Nhờ việc tối ưu thiết kế gầm xe và nắp capo, nóc xe được thiết kế mượt mà nên đây là thế hệ Escape có tính khí động học tốt nhất từ trước đến nay. Thế hệ Escape lái tốt nhất. Ngoài việc giảm trọng lượng và tăng tính khí động học, Ford cũng cập nhật toàn bộ hệ thống treo và hệ chuyển động cho Escape 2020. Động cơ tiêu chuẩn trên xe là máy tăng áp EcoBoost 1.5 lít 3 xi lanh cho công suất 180 mã lực và mô men xoắn 240 Nm. Khi không cần thiết, động cơ này có thể ngắt bớt hoạt động của một xi lanh để tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, Ford Escape 2020 còn có một động cơ EcoBoost 2.0 lít với công suất lên đến 250 mã lực và mô men xoắn 370 Nm. Cả hai loại động cơ này đều đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Khách hàng cũng có thể chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với các chế độ lái khác nhau. Chiếc SUV rộng rãi nhất phân khúc. Không gian cho người ngồi hàng ghế sau chưa bao giờ là một điểm mạnh trên những mẫu xe Ford. Tuy nhiên, đối với thế hệ Escape 2020, Ford tự tin khẳng định đây là chiếc xe có ghế sau rộng nhất phân khúc SUV cỡ nhỏ. Hàng ghế sau của xe có thể trượt 12cm và tại vị trí gần ghế trước nhất, khoang hành lý của Escape có dung tích tới 1.062 lít, đủ cho 4 túi chơi golf. Ngoài ra, không gian trần xe cũng như chiều rộng khoang cabin đều được tăng lên so với thế hệ Escape hiện tại. Nhiều tính năng thông minh. Ford Escape 2020 có các tùy chọn hỗ trợ đỗ xe tự động và hỗ trợ đánh lái khẩn cấp. Trong đó, tính năng đỗ tự động sẽ đảm nhận 100% công việc đỗ xe từ phanh, ga, vô lăng cho đến cần số. Ngoài ra, tính năng hỗ trợ đánh lái khẩn cấp sẽ phát hiện vật thể đứng yên hoặc di chuyển chậm phía trước, từ đó bổ sung lực đánh lái để giúp tài xế tránh tai nạn. Các tính năng an toàn khác bao gồm camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Ford Escape cũng là chiếc xe rất thân thiện với các thiết bị di động. Chủ xe có thể kết nối điện thoại với xe thông qua mạng Wi-Fi 4G để khóa, mở khóa, định vị hoặc khởi động xe cũng như theo dõi tình trạng hoạt động. Xe được trang bị tính năng sạc không dây cùng với các cổng sạc USB và 3 cổng 12V thông thường. Bảng đồng hồ của Escape được thay bằng màn hình điện tử 12,3 inch. Trong khi đó, màn hình trung tâm của xe có kích thước 8 inch, có thể đi cùng tùy chọn hệ thống thông tin giải trí sinh 3 tương thích với Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài ra, hệ thống âm thanh 10 loa của Bang & Olufsen cũng là tùy chọn. Ford Escape 2020 sẽ chính thức được bán ra tại Mỹ bắt đầu từ mùa thu năm nay. Tính đến nay, đã có 4,5 triệu chiếc Escape được bán ra và 98% trong số đó vẫn đang lăn bánh trên đường.